xin chào mọi người. Và giờ tôi đang đi ăn sáng với mọi người nhé. Hôm nay tôi ăn bò bít tết mọi người ạ. Và tôi sẽ cho mọi người thấy một hiện tượng của bò ấy mọi người nhé. Mọi người xem nhé. Đây mọi người ơi, mọi người nhìn thấy miếng bò đó ánh lên rất là nhiều màu chưa? Đó, mọi người thấy sao? Mọi người ơi, miếng bò này là miếng bò hoàn toàn tươi ngon và hoàn toàn tự nhiên cho mọi người nhé. Đó là hiện tượng rất là bình thường mọi người ạ. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng nha mọi người nhé. Miếng bò này ăn vẫn rất là ngon mọi người ạ. Không có một vấn đề gì về ôi thiêu hay là sản phẩm không đảm bảo sức khỏe cho mọi người nhé. Một hiện tượng rất là tự nhiên nha mọi người ơi. Nên là khi mọi người ai mà gặp trường hợp này thì cứ ăn bình thường nhé mọi người nhé. Không gặp vấn đề gì đâu. Đó, rất là ngon mọi người ạ. Rồi tôi lại phải ăn đây mọi người ơi. Bye bye mọi người nhé.